Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta cùng học môn toán lớp 3, sách kết nối tri thức với cuộc sống qua sách và bài tập. Bài 28, giải bài toán bằng hai bước tính, tiết 1. Rồi, trước hết là các em làm bài tập số 1. Trong chuồng có 3 con thỏ. Số con thỏ ở ngoài sân gấp 4 lần số con thỏ ở trong chuồng. Hỏi A. Số thỏ ở trong chuồng và ở ngoài sân có tất cả bao nhiêu con? B. Số thỏ ở ngoài sân nhiều hơn số thỏ ở trong chuồng bao nhiêu con? Trước hết là các em làm câu A. Chúng ta cùng tóm tắt bài toán ra giấy nháp. Trong chuồng có 3 con thỏ. Số thỏ ở trong chuồng chúng ta biểu thị bằng một đoạn thẳng. Số thỏ ở ngoài sân gấp 4 lần số thỏ ở trong chuồng. 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần. A. Số thỏ trong chuồng và ở ngoài sân có tất cả bao nhiêu con? Tức là các em cộng lại. Các em lấy số thỏ trong chuồng cộng với số thỏ ở ngoài sân. Các em tính xem là có tất cả bao nhiêu con. Rồi muốn cộng lại thì trước hết là các em phải tính số thỏ ở ngoài sân. Bởi vì chúng ta chưa biết số thỏ ở ngoài sân là bao nhiêu con. Vậy bài toán này các em phải giải bằng hai bước tính. Bước 1, các em tính số thỏ ở ngoài sân. Số thỏ ngoài sân gấp 4 lần số thỏ ở trong chuồng. Vậy muốn tính số thỏ ở ngoài sân, ta lấy số thỏ trong chuồng là 3, gấp lên 4 lần. Như vậy, ta có 3 nhân 4. 3 gấp lên 4 lần bằng 12 con. Sau khi tính được số thỏ ở ngoài sân rồi, bước tính 2 là các em tính tổng số thỏ ngoài sân và trong chuồng. Số thỏ trong chuồng là 3, cộng với số thỏ ngoài sân chúng ta vừa tính được là 12. 3 cộng 2 bằng 15 con. Được chưa? Rồi. Trước hết là các em sẽ giải câu A. Bước tính 1. Số thỏ ở ngoài sân là như thầy giáo vừa phân tích ở trên. Các em lấy 3 gấp lên 4 lần bằng 12 con. Bước tính 2. Số thỏ ở trong chuồng và ở ngoài sân có tất cả là trong chuồng là 3 cộng ngoài sân là 12 bằng 15 con. Tiếp theo là các em sang câu B. Số thỏ ở ngoài sân nhiều hơn số thỏ ở trong chuồng là bao nhiêu con? À, số thỏ ở ngoài sân là 12 con. Số thỏ ở trong chuồng là 3 con. Muốn biết ngoài sân nhiều hơn trong chuồng là bao nhiêu thì các em lấy ngoài sân trừ đi trong chuồng. Lấy số lớn trừ đi số bé. Các em trả lời là số thỏ ở ngoài sân nhiều hơn số thỏ ở trong chuồng. Số con là. Các em lấy ngoài sân là 12 trừ đi trong chuồng là 3 bằng 9 con. Rồi các em đáp số câu A là 15 con, câu B là 9 con. Tiếp theo là các em sang bài tập số 2. Đường gấp khúc ABC có đoạn thẳng AB dài 15 cm. Đoạn thẳng BC chưa biết, chỉ biết là đoạn thẳng BC ngắn hơn đoạn thẳng AB là 5 cm. Tính độ dài của đường gấp khúc ABC. Trước hết là chúng ta tóm tắt bài toán ra giấy nháp cho các em dễ hình dung.
AB dài 15 cm. Chúng ta thể hiện bằng một đoạn thẳng BC ngắn hơn AB thì các em thể hiện bằng đoạn thẳng ngắn hơn. Ngắn hơn 5 cm. Vậy phần ngắn hơn ở đây là 5 cm. Tính độ dài đường gấp khúc ABC. À, muốn tính độ dài đường gấp khúc ABC thì các em lấy AB cộng với BC, tức là các em tính tổng ở chỗ này. Các em lấy AB cộng BC xem nó bằng bao nhiêu cm. AB các em biết rồi, bằng 15 cm. BC thì các em chưa biết. Như vậy muốn tính tổng được thì các em phải tính BC trước, đúng không? Tức là chúng ta giải bài toán này bằng hai bước tính. Bước tính 1 là các em tính độ dài đoạn thẳng BC. Các em tính độ dài đoạn thẳng BC đã, bởi vì BC chưa biết. Độ dài đoạn thẳng BC là, rồi, BC nó ngắn hơn AB là 5 cm. Vậy muốn tính BC thì ta lấy đoạn thẳng AB trừ đi cái phần ngắn hơn này, tức là lấy 15 trừ đi 5. 15 trừ 5 bằng 10 cm. Rồi đến đây thì các em dễ dàng tính được độ dài đường gấp khúc ABC. Bước tính 2, độ dài đường gấp khúc ABC là, các em lấy 15 là của AB cộng với BC là 10. Chúng ta vừa tính xong. 15 cộng 10 bằng 25. 25 cm. Rồi các em nhớ đáp số là 25 cm. Bài tập số 3. Lớp học có 10 năm bạn nam. Số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam là 2 bạn. Hỏi lớp học đó có tất cả bao nhiêu bạn? Rồi trước hết là chúng ta cũng tóm tắt bài toán ra dưới nháp. Số nam là 15 bạn. Chúng ta thể hiện bằng một đoạn thẳng. Số nữ nhiều hơn số bạn nam là 2 bạn. Số nữ nhiều hơn thì các em thể hiện bằng đoạn thẳng dài hơn. Cái phần dài hơn này tương ứng với là 2 bạn. Hỏi lớp học đó có tất cả bao nhiêu bạn? À, muốn biết lớp học đó có tất cả bao nhiêu bạn, ta lấy số nam cộng với số nữ. Được chưa? Như vậy bài toán này các em cũng giải bằng hai bước tính. Bước 1 là các em tính số nữ. Bước 2, các em lấy số nam cộng số nữ. Rồi bước 1, số bạn nữ của lớp là, nữ nhiều hơn nam là 2. Vậy ta lấy nam là 15 cộng với cái phần nhiều hơn này, tức là cộng với 2. 15 là số nam cộng với phần nhiều hơn là 2 bằng 17. Biết số nam rồi, biết số nữ rồi. Vậy lớp đó có tất cả số bạn là 15 bạn nam cộng với 17 bạn nữ là bằng 32 bạn. Rồi đáp số là 32 bạn. Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc em học tốt.